chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với khung giờ quen thuộc 7 giờ tối các ngày trong tuần trong Max Daily. Và ngày hôm nay ngày 13 tháng 12, hãy cùng nhau đến với những tin chính hot nhất nhé. Các bạn thân mến, như đã biết thì iMessage là tính năng nhắn tin miễn phí chỉ có trên các thiết bị của Apple. Và đây cũng là một trong những nhân tố chính giúp cho các thiết bị đóng mắc táo trở nên hấp dẫn và giữ chân người dùng trung thành. Và iMessage thực sự là một niềm mơ ước với nhiều người dùng Android nói chung. Và khá là thú vị, cho đến hiện tại, một ứng dụng vừa được công bố trên Google Play đã cho phép người dùng điện thoại Android được trải nghiệm iMessage. Và ứng dụng này mang tên là WeMessage của một lập trình viên có tên là Roman Scruggs. Cụ thể thì người dùng Android sẽ cần sở hữu thêm một chiếc máy tính Mac để có thể sử dụng làm máy chủ tin nhắn trung gian WeServer, làm cầu nối giữa máy tính Mac và thiết bị Android, cũng như tin nhắn được đảm bảo gửi thành công đến server của Apple. Và việc sử dụng một ứng dụng trên máy tính Mac như một máy chủ để chuyển tiếp các tin nhắn iMessage đến thiết bị Android là một phương pháp thông minh và đã từng được thực hiện thành công trước đây. Tuy nhiên thì Apple đã nhanh chóng phát hiện ra lỗ hổng này và kịp thời ngăn chặn bằng những phiên bản cập nhật phần mềm của hãng. Sau đó thì ứng dụng WeMessage này liệu có tồn tại được lâu hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng của chính anh chàng lập trình viên trẻ tuổi trên. Cách đây một năm, Synaptic đã công bố công nghệ máy quét vân tay quang học cho điện thoại, giúp thiết bị có thể đặt cảm biến vân tay dưới màn hình, và người ta hy vọng Samsung sẽ làm được điều đó với Galaxy S8. Cho đến hiện tại thì Synaptic đã cho biết họ đã tiếp tục hoàn thiện công nghệ quét vân tay và được thiết kế dành riêng cho các mẫu điện thoại màn hình viền siêu mỏng, cùng với đầu lọc vẫn hoạt động tốt khi đặt dưới một lớp kính. Đáng chú ý là Synaptic cho biết máy quét vân tay của công ty đang đi vào sản xuất hàng loạt và sẽ được sử dụng trên một mẫu smartphone của nhà sản xuất điện thoại thuộc top 5 thế giới. Một nguồn tin cho hay rằng Galaxy S9 và S9 Plus có thể là chiếc điện thoại mà công ty sinh trắc học Synaptic nhắc tới. Được biết thì công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình là thứ đã được nhắc rất nhiều trong năm 2017 và iPhone từng được nhận nhiều kỳ vọng nhất sẽ làm được điều này. Tuy nhiên, đến cuối cùng thì Apple đã sử dụng Face ID để thay thế. Trong khi đó, các nhà sản xuất Android, đặc biệt là Samsung, đang nỗ lực tiếp tục để cải tiến cảm biến vân tay để đặt được dưới màn hình. Nếu thành công thì Samsung sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể cho sản phẩm mới. Đầu năm nay thì Nokia đã ra mắt chiếc Nokia 6 là chiếc smartphone Android đầu tiên đánh dấu sự trở lại của họ trên thị trường di động. Và có thể vào thời gian tương tự trong năm sau, nhà sản xuất Vân La sẽ tiếp tục nâng cấp chiếc điện thoại này để mang đến sự tươi mới cho điện thoại của họ. Hiện tại thì các thông tin đầu tiên về sự tồn tại của Nokia 6 đã chính thức được Cục Đăng kiểm Viễn thông Trung Quốc (TNA) chứng nhận với tên mã TA1054. Điểm đáng chú ý của chiếc điện thoại tầm trung mới này là HMD sẽ sử dụng thiết kế màn hình 18:9 cùng viền siêu mỏng để làm điểm nhấn cho Nokia 6. Các thông số kỹ thuật đáng chú ý của thiết bị bao gồm màn hình 5,7 inch Full HD với độ phân giải 1080x2160 pixel, RAM 4GB cùng với vi xử lý Snapdragon 630, bộ nhớ 32GB, thậm chí là một cụm camera kép ở mặt lưng, cảm biến vân tay ở mặt lưng cùng viên pin với dung lượng là 3500mAh. Và giá bán của Nokia 6 dự kiến là sẽ trong khoảng giá 250 USD, và thời gian dự kiến ra mắt là ngay tháng 1/2018 tới đây. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mark Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mark Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mark Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mark Mobile nhé.